Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình của những người tuổi Thân trong tháng 9 âm lịch. Như quý vị đã biết, Khỉ là con vật thông minh, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Bởi vậy mà những người tuổi Bính Thân 1956 không những tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Theo tử vi tháng 9 âm lịch, những gia chủ tuổi Bính Thân luôn giữ được bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn. Nhờ có một ý chí mạnh mẽ, kiên cường nên không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Vậy nên về vận trình tháng 9 âm lịch, những người tuổi Bính Thân cũng là một trong những con giáp gặp được may mắn và thành công nhất. Sự thành công của bạn đã khiến cho các con giáp khác phải đua nhau ghen tị. Vậy nên trong cuộc sống bạn cũng cần phải lưu ý ứng xử hài hòa để tránh những mâu thuẫn, xung đột không đáng có làm ảnh hưởng đến con đường thành công của mình. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu phân tích lá số tử vi của những người tuổi Bính Thân ngay bây giờ nhé. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Bính Thân nói chung và người Bính Thân nói riêng rất ham học hỏi. Họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức sâu rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 theo ngũ hành thuộc mệnh hỏa, tức mệnh lửa, thường có sự quyết đoán cùng ý chí cứng rắn, luôn kiên trì bền bỉ đến cùng, theo đuổi đam mê của bản thân. Đây là tuýp người có khả năng lãnh đạo, sẵn sàng đứng lên bảo vệ và che chở cho cả đội. Tuy nhiên đôi khi vì quá cứng đầu, bảo thủ, không nghe lời mọi người nên mối quan hệ đồng nghiệp, tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên sự nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Bính Thân có được cuộc sống an nhàn, thu nhập ổn định, nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Bính Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn, lại có khả năng chịu đựng gièm pha từ những kẻ xung quanh nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những người khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan, bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý, đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Xem tử vi tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần, người tuổi này gặp những điều may mắn trong cuộc sống, không phải thường xuyên lo nghĩ nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cốt là bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành và triển khai. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Canh Dương Kim nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Bính Thân nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện thì nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp và yên bình. Thứ nhất về sự nghiệp quan vận. Nếu người sinh năm 1956 vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh, nhất là người làm trong lĩnh vực hợp tác làm ăn, có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Bạn cần lưu tâm vì có thể bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha khiến bạn khó có thể thực hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi và thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Tuy nhiên dù sao thì bản mệnh cũng đã là người có tuổi, việc quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc là quá tập trung cho sự nghiệp, bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe của bạn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính khá tốt đẹp. Về cơ bản, gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa.
Vì thế người tuổi này có một cuộc sống khá dư dả, không phải đắn đo, lo nghĩ quá nhiều nếu phải rút tiền chi phí cho một khoản nào đó. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân, thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần, sức khỏe của người tuổi Bính Thân rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm. Do đó bạn cần chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất kẻo họa ập xuống đầu. Gia chủ cũng cần chú ý khi đi lại, tử vi cho thấy có thể sẽ gặp tai nạn bất ngờ trong tháng này, nhẹ thì xây sức chân tay, nặng thì có họa huyết quang, chảy máu. Ở độ tuổi này của gia chủ thì chỉ có một tổn thương nhỏ thôi cũng rất khó hồi phục, nên với bất cứ lý do nào cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân. Tiền tài, danh vọng, tài lộc, bính thân đã cố gắng cả đời rồi, hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn nữa. Nên theo dõi thường xuyên sức khỏe, chế độ ăn uống phù hợp với độ tuổi. Cuối tháng này bạn xảy ra tai nạn khi di chuyển, gia chủ hết sức chú ý. Các gia chủ tuổi Bính Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho vật phẩm. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Các gia chủ Bính Thân đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Do đó, bạn không có khả năng tách ra cho đến khi chết. Nếu bạn không bị ràng buộc, bạn cũng có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần còn lại cuộc sống trong tháng này. Trong tháng 9 âm lịch, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn, luôn không vâng lời và mất đi nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để bọn trẻ ở đó, sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe, là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất Lục Hợp Mão, Tam Hợp Dần và Ngọ Thành Hỏa Cụ, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuyệt Thìn. Đối với những người tuổi Bính Thân trong tháng 9 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 9 năm 2022, tức ngày 4 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 9, tức ngày 16 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Bính Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Thân trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 9 năm 2022, tức ngày 7 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 9, tức ngày 19 tháng 10 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Bính Thân trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên, vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên hoàn thành sứ mệnh của mình nhé.
Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!